Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Việt Quốc Channel. Mến chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui, an lành và thành công trong cuộc sống. Và sau đây là những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay có nội dung như sau. Tình cấp báo tập cận binh ép Hansen đưa 10 vàng quân ép tấn công tiêu diệt Việt Nam trong vòng 48 giờ một thông tin gây chấn động đến từ đất nước Campuchia do tình báo Việt Nam ta mới phát hiện. Đó là việc quân đội Campuchia đã đưa quân đội và nhiều vũ khí của Trung Quốc được trang bị tiến về tỉnh Mudukiri, giáp với biên giới nước ta. Theo tình tình báo tiết lộ, Hun Sen đã bị quan thay tập cận binh gây sức ép phải khiêu khích với Việt Nam. Qua đó để Việt Nam không kìm nén được cơn tức giận sẽ đưa quân đánh chiếm Campuchia như hồi năm 1977. Lúc đó quân đội Trung Quốc sẽ có cây cờ để tấn công phía Bắc Việt Nam và đưa quân lính vũ khí sang Campuchia theo đúng bản mực ước Bắc Kinh mà hai nhà nước này đã ký kết với nhau. Vào ngày hôm qua, trong khi đó, một cánh quân khác do Trung tướng Hân Manet. con trai cả của Thủ tướng Hân Sen cũng đã thống lĩnh sư đoan 14 đánh vào dày núi Vót Tan và sẽ đánh thẳng sang binh Độ 202 của Việt Nam, khu vực nhà ba biên giới thuộc tỉnh Con Tâm. Thưa quý vị khán thính giả, theo nguồn tin từ biên giới hai nước Phi Cam cho biết, vào đêm hôm qua, quân đội hỗn hợp Trung Cam đã xuất hiện nhiều tại vùng 1 thuộc tỉnh Modukiri, là một tỉnh trên cao nguyên đông bắc của Campuchia. Đây là vùng quân sự của các tỉnh giáp ranh trung đường biên giới với Việt Nam. Sự việc này chứng tỏ nội bộ Campuchia đang mâu thuẫn hết sức nặng nề giữa phe đối lập hoàng gia và chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Nguồn tin tình, tình báo của Việt Nam cho biết, mấy ngày qua, Thủ tướng Hun Sen mất ngủ và huyết áp thăng vo trước sức ép của Bắc Kinh. Muộn ông gây sự với Việt Nam. Mâu thuẫn nội bộ của Campuchia được đẩy lên cao sau ngày hôm qua. Thì vào lúc 10 giờ đêm cùng ngay, Thủ tướng Hun Sen đã ký mật ước Bắc Kinh thứ hai. Sau khi ký xong, ông không giảm ở lại Bắc Kinh mà phải quay trở lại ngay Campuchia trong đêm vì sự hoàng gia và đèn đối lập đạo chính. Để an toàn cho chuyến bay, Bắc Kinh đã cho Thủ tướng Hun Sen mượn máy bay để chuyên phục vụ cho các chuyến công du nước ngoài của các thành viên trong chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh cần phải đảm bảo tính mạng cho Thủ tướng Hun Sen quay về an toàn, nên đã điều thêm hai tìm kích tàng hình J-20 đời mới nhất đi theo bảo vệ an toàn cho chuyến bay. Sau khi về lại Campuchia an toàn, Thủ tướng Hun Sen đã đưa mật ước ra bàn thảo và bị nhiều tướng lĩnh phản đối. Vụ việc đã dẫn đến cố vấn cấp cao, Kim tư lệnh của tình báo là Tường Thái, Fanny, phải bỏ trốn sang Việt Nam và xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ. Ông được hai người ở Tổng cục 2 tình báo quân đội Việt Nam giúp đỡ. Vì thế, ông đã sao chụp được các nội dung bên trong bản mực ước này và cung cấp cho phía Việt Nam biết được ý đồ của Thủ tướng Hân Sen và Bắc Kinh. Đây là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong nội bộ các phe phái tại Campuchia. Kính thưa quý vị khán thính giả, để đối phó với tình hình này, Bắc Kinh cái lợi dụng chiến thuật niệm đã dùng tay để làm ổn định tình hình nội bộ của Campuchia và Trung Quốc. Mù kể của Bắc Kinh với Thủ tướng Hun Sen nhắm vào hai mục đích mà Bắc Kinh đang rất cân. Thứ nhất, Trung Quốc bắt gặp khó khăn về kinh tế và dịch cấm lan trang, mâu thuẫn trong thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc rất khốc liệt. Các phe phải, phải tranh giành quyền lực một mất, một con, Dân chúng lầm than vì 80% công xưởng đóng cửa 500 triệu người mất công an Việt Nam. Động đoạn xã hội chỉ tính bằng ngay nên Trung Quốc rất cần chiến tranh. Nhất là với Việt Nam để giải quyết mâu thuẫn và khó khăn trong đại lục. Thứ hai, để tránh mất lòng Việt Nam với tình hữu nghị viện vong bằng Mỹ từ tốt. Và sáu chữ vang do Trung Quốc tự nghĩ ra. Bắc Kinh muốn dùng quân cờ trung thành Hân Sen và coi con bài trừ hầu Campuchia để chống phá Việt Nam. Đây cũng là mục đích ổn định cho Campuchia và dự trước Thủ tướng Hun Sen để thao túng nội bộ. Nếu gây chiến với Việt Nam thì các phe phái và tư lệnh phải đoàn kết để đối phó với Việt Nam, nên sẽ quên đi mâu thuẫn hiện tại và đổ bộ vào cho Việt Nam xâm chiếm Campuchia thêm một lần nữa. Cách này, các phe phái đối lập liên tục dùng trong mỗi kỳ bầu cử do Trung Quốc kích động. Sau nhiều tháng bất ổn trong nội bộ khiến Bắc Kinh đã bàn thảo với Thủ tướng Hun Sen chỉ còn cách gây sự khiêu khích về việt nam để giải quyết mâu thuẫn bên trong đây là kệ sách một công đội việt do bắc kinh thao túng và ép thủ tướng hun sen phải nghe theo như cả đã mắc môi nên thủ tướng hun sen không còn cách nào khác phải đồng ý bắc kinh cam kết nếu việt nam tấn công campuchia thì quân đội trung quốc sẽ giúp campuchia tấn công biên giới sáu tỉnh phía bắc và đưa quân sang campuchia vì campuchia là đồng minh của trung quốc nếu Việt Nam tấn công và Campuchia sẽ tương đương giống như tấn công sang lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc đã đề phong và tỉnh trước việc này nên đã để quốc vụ viện thông qua điều luật cấp phép chuyển đổi chủ tịch được phép điều động và đưa quân ra nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở nước ngoài. Những ý đồ thâm hiểm đó của Trung Quốc đều nhắm đến việc dùng trừ hầu Campuchia để tấn công Việt Nam bất kể khi nào Trung Quốc muốn. Theo tin mật báo mà chúng tôi nhận được, thì Thủ tướng Hun Sen đã nhất trí đồng ý với Bắc Kinh làm mọi cách để khiêu khích Việt Nam. Công việc này đã được tiến hành vào lúc 12 giờ đêm hôm qua. Mùng 7 tháng 5, người dân đếm được ít nhất nó có khoảng 30 xe tải quân sự của Trung Quốc mang biển kiểm soát quân đội Hoàng gia Campuchia. Đã được bịch kính bằng bạc màu xanh mà quân đội thường dung. Bên trong chở theo rất nhiều xe tăng hàng nhẹ tiếp 15 tên lửa vét vai fn 06 pháo phòng không đời mới SA-2. Tất cả được điều động đến một vùng tỉnh, Ratanakiri. Giáp ranh có chung đường biên giới với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Bình Phước. Nhiều nguồn thông tin tình báo trong những ngày qua cho biết rằng, sự quyết tâm cao độ của Thủ tướng Hansen bằng mọi cách khiêu khích trong phá Việt Nam theo ý đồ của Trung Quốc đã đề ra, Phía Việt Nam đã đề phong từ xa bằng cách bí mật kích hoạt trong quân khu 5, quân khu 6 và 7 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Để đối phó với tình hình chính sự chủ mới của hai nhà nước Trung Cam với Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã nhóm họp và đưa ra nhiều phương án tác chiến. Từ lệnh dây dặn kinh nghiệm trước đây đã tham chiến ở Campuchia nắm rõ địa hình từng vùng miền của Campuchia được phép tham mưu cho Bộ Quốc phòng. Đưa ra chiến lược tổng thể, từ đó các tư lệnh vùng sẽ có chiến thuật chiến đấu cụ thể nếu Trung Quốc được quân sang thăm chiếm cùng quân đội hoàng gia Campuchia. Trong những ngày tới, biên giới Tây Nam của Tổ quốc sẽ không còn bình yên vì đạo quân hùng hợp trung kém quấy nhiều, để không bị mắc mưu thâm hiểm của Trung Quốc. Các tư lệnh phải hết sức cảnh giác đề phòng quân lĩnh Campuchia khiêu khích nhằm ý đồ đẩy căng thẳng lên cao bằng một vụ đụng độ, hồng kiểm cỡ để gây chiến tranh. Đội đến Việt Nam, người dân từ già đến trẻ nghỉ ngay đến đầu thương của đạo quân bành trưởng phương Bắc. Từ ngàn năm về trước, Việt Nam chỉ yên binh, thịnh trị, được vài năm là Trung Quốc lại gây dựng để tiến đánh nước ta. Sau 40 năm, tạm bình yên định phát triển đất nước mà mọi gia đình Việt Nam không phải mất con cái bị bom đạn. Giờ đây, chúng ta lại đứng trước thời kỳ khó khăn vì ý đồ bành trưởng của Bắc Kinh. Bắc Kinh đang tận dụng thời cơ các nước tự do dân chủ Âu Mỹ công lưng đối phó với bệnh tật lan trang, khó kiểm soát để tiến triển biển đảo và dùng Campuchia để gây sự với Việt Nam. Đã nhiều thế hệ lãnh đạo tại Bắc Kinh ngỏ lời xin Việt Nam mở đường tiến xuống phía Nam, nhưng không được chấp nhận. Trung Quốc thừa nhận tuy là nước có lãnh thổ rộng lớn đứng thứ ba trên thế giới, nhưng lại bị bao bọc trong đại lục và không có đường ra, thế giới bên ngoài để thông tương, tự do buôn bán với quốc tế. Trung Quốc phải đi nhơ và trả phí mỗi lần vận chuyển hàng hóa. Chính vì thế, vào năm 1974, Trung Quốc cường chiếm hoàng sa của Việt Nam. Chiếm trường sa năm 1978. Nhưng của nhiều bài đá Việt Nam vẫn kiểm soát nên Trung Quốc vẫn chưa hài lòng và muốn chiếm toàn bộ khu vực Biển Đông. Nhiều tài nguyên khoáng sản và quan trọng nhất là có thêm tuyến đường hàng hải rộng lớn, chiếm đến 60% lượng hàng hóa của thế giới phải đi qua, ý đồ của trung quốc muốn kiểm soát toàn bộ khu vực được coi như ít hầu của thế giới ngày nay việt nam được quốc tế công nhận là nước chống lại trung quốc mạnh mẽ nhất so với philippines malaysia trên biển đông vì không còn cách nào khác nếu việt nam mất biển đông thì cũng như lào hoặc campuchia bị bạo bọc tử bê không có đường đi ra bên ngoài mỗi lần đi lại phải xin phép trung quốc điều này là vô lý và trung quốc muốn như vậy để khống chế việt nam thông qua trường hầu campuchia để khống chế Việt Nam trong tương lai, hai nhà nước Trung Cam đã bày bình bổ trận bằng nhiều thủ đoạn tình vi khác nhau. Nhưng phải kể đến quân sự của đội hoàng gia Campuchia được Trung Quốc giúp đỡ và phân chia theo ý đồ của Bắc Kinh. Quân đội hoàng gia Campuchia được phân chia theo khu vực địa lý thành năm vùng quân sự và một vùng đặc biệt. Mỗi vùng bao gồm một số tiểu vùng tương ứng với ranh giới các thành phố và tỉnh thông thương vùng một đặt ở tỉnh Ratara Kiri nằm ở vùng cao nguyên đông bắc heo lạnh của quốc gia có ranh giới với tỉnh Mondokiri ở phía nam và với tungchen ở phía tây có biên giới quốc tế với Lào giáp tỉnh Sen với Việt Nam nó giáp biên giới với các tỉnh Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Bình Phước của Việt Nam tỉnh Lụy là thị trấn Sen Môn Vùng đất này được gọi là Ngọc Bay trong lịch sử Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn, tương ứng với phía Bắc và phía Đông Tỉnh trải dây từ các dãy núi Trường Sơn ở phía Bắc qua vùng cao nguyên nhiều đồi nằm giữa các đồng tây San và xe đến các khu rừng lá rụng ở phía Nam. Trong những năm gần đây, hoạt động đốn gỗ và khai thác mỏ ảnh hưởng sâu đến môi trường của Ratanakiri. Tỉnh này chủ yếu là đồi núi, có ba nước khai thác lớn là thác Bontrara, Senorum và thác Rome dân cư thừa thớt nhất từ 32.407 người trên diện tích 14.288 km vuông, 80%